Không biết sao nãy giờ ai cũng nói bộ lấy áo xanh của người ta lại hả? Đâu có lấy, không có lấy. Ôi ơi, bữa nay nước ngập luôn rồi. Nước ngập dữ vậy. Hồi tối này mưa dữ quá. Cá bây giờ quá trời luôn. Bây giờ cá quá trời luôn mọi người ơi. Trái thù lù là trái gì? Tao không biết trái thù lù đâu. Trái thù lù là trái gì? Chuối nè. Đi coi có hoài chuối nào. Có bắp chuối nào. Bẹp chuối. Giờ nước mướt ngập lên. Có cây măng cầu ta nè. Chào 131 bạn đang xem live. Rồi bữa nay nước ngập quá trời luôn mọi người. Chuối mình nó sắp chín rồi kìa. Quá trời chuối luôn. Trời bữa nó có chuối ăn. Lát cái vòng qua đó rồi có chuối rồi. Cây nhào. Cây nhào mấy nay không có hái nhào nó rụng hết rồi. Cây nhào trái quá trời luôn nè. Nhào rồi. Để trị bệnh á. Mà mộng hổ á. Ủa nay nó rụng hết rồi mọi người. Chín quá, hư hết rồi. Nó rụng hết rồi, rụng cái đất nhìn đi. Hư rồi. Bữa giờ không đi ra đây hái, nó rụng hết rồi. Tại vì nó trên cao quá mà không hái không được. Cái nhào này nè. Cái nhào làm thuốc. Vườn chuối ở bên đó. Chuối này chín rồi kìa. Chuối sao ăn được rồi đó. Để cây này cây muối màu. Nha. Cây này nấu canh chua nè mọi người. Cây này nấu canh chua ăn. Cây này có trái á. Ta làm ấy á. Là mứt á. Để sau ăn. Chào 114 bạn đang xem live. Chào người đẹp quá. Chị ở quê hả? Đạt Nguyễn. Chào Đạt Nguyễn. Chị ở quê em. Chị mua căn nhà dưới quê. Mới mua căn nhà dưới quê. Nè. Có bình bát nè. Ở trời trái bình bát. Bữa nay nước lên. Qua mưa. Có trái nhào. Có đọt mì nè. Đọt mì này mình lên vào. Ăn được á. Chào 93 bạn đang xem like. Đẹp không? Ở quê chị đẹp không? Nè. Biết trái gì không? Trái bình bát nè. Nhiều bình bát lắm mà nó chưa chín. Buổi chiều ở quê mộng hai mướp mà. Mướp mộng này hết trái rồi còn ăn trái mướp mà ông đi dùng qua đây mà có ẩu qua có trái chưa còn hái hello hello cả nhà yêu thương.